Đây các bạn thấy không? Ở đây 100 triệu nhá. Thì nói chung là số tiền này mình tích góp từ đầu năm giờ cộng vào tiền YouTube của mình nữa thì mình có được nhiêu đây. Và chỗ tiền này thì mình sẽ về mình biếu bà này, biếu bố mẹ này, sắm Tết này và trả lương cho anh em nhá. Nói chung là cái lý do mình cố gắng là do ngày xưa nhà mình nghèo, mình phải cố gắng để mình có một chút gì đó cho bố mẹ ấy, rồi sau này mình ăn tiêu sau. Nói chung là mình sẽ cố gắng vì gia đình trước. Nói chung là bây giờ mình sẽ về nhà để đưa tiền cho bố mẹ và bà để xem là phản ứng của mọi người sẽ như nào nhá. Và trả lương cho anh em cũng quay lên luôn. Ok. Và nếu các bạn thấy thích clip này cho mình xin một like nhá. Cảm ơn các bạn. Thì cảm ơn các bạn một năm qua đã luôn đồng hành và ủng hộ mình nhá. Ok, đi thôi. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Các bạn nhìn quả tóc của mình có được không? Vừa mới đi làm xong. Đó, thì mình về từ trên Bắc Linh xuống Quảng Linh là hết 150 cây. Thì cũng khá là gần nên là mình cũng không có cái cảm giác gọi là nhớ nhà ấy. Thì lần này mình về mình chơi qua Tết các bạn ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi về mà trời đang mưa các bạn ơi. Đây, mình quay bạn xem trời đang mưa này. Đó. Và mình đã về nhà các bạn ơi. Đây. Con ấy tiền để cho mẹ sắm Tết, nên là cho mẹ tiền. Từ từ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 triệu sắm Tết. 1, 2, 3, 4, 5, cho mẹ 5 triệu. Để mẹ mừng tuổi. Ok. Mẹ có chia sẻ gì không? Mẹ rất cảm ơn con. Có gì? Có nghĩ là có chia sẻ gì về Tết năm nay không? Tết năm nay bằng cho mẹ bằng này tiền là mẹ sắm đủ Tết rồi, mẹ đủ ăn rồi. À, đủ ăn rồi. Nói chung là ngày xưa nhà mình nhá, sắm Tết chắc là hết có 2-3 triệu nhỉ. Ừ. Còn chưa đến đúng không? Ừ. Ngày xưa nhà mình nhá, lợ tùm lum, lợ đầu làng cuối làng. Không mà cuối cùng một thời gian cũng đã trả được hết lợ. Và bây giờ là ổn định được kinh tế ấy. Không biết là sau này mình như nào nữa, nhưng mà hiện tại mình thấy là khá là đủ đầy. Và bây giờ mình sẽ lên mình cho bà mình nhá. Tết này cháu cho bà 5 triệu. Ui dồi bà. Cháu cho bà nhiều thế. Yêu Tết nha. Thế bà xin cho cháu. Cảm ơn cho cháu nha. Đây, bà đến đủ chưa? Bà xin. Ui trời, ở đây lạnh cực các bạn ạ. Ở trên đây là lạnh hơn Bắc Linh bởi vì ngay sau nhà mình là biển. Ui lạnh. Ui cháu ạ, bà xin nhá. Đấy cho bà nhá. Cháu mừng tuổi bà luôn. Đó. Cháu nội về là mừng tuổi bà 5 triệu. Rất là ấy, là phấn khởi. À. Xin các cháu nhá. Đây, mình cho Vũ 5 triệu nhá. Ở bên em thì cho chứ không phải là lương. Thằng này hôm đợt lọ vừa mới cho tiền xong cái đã hết rồi. Nhưng mà mình thấy Tết là ngày chưa gì đã hết tiền nên mình mới phải cho thêm. Mình gửi về cho bố mẹ các bạn ạ. Hai. Ê, cậu ông xin nhá. Không cho nữa. Thế là đủ tiền nhá. Vâng, không mình cần cho Vũ 5 triệu. Không cần phải đếm các bạn ạ. Đấy. Hỗ trợ anh nhiệt tình lên nhá. Ok. Cảm ơn sếp nhiều nhá. Ok. Rồi, ôm cái. Đấy. Đấy. Yeah. Và đây là bố mình nhá. Thì bố mình ngày chào mai là cả nhà nhá. Ngày mai bố mình đi viện để khám xem mổ có bị xem cái bị gì nhỉ? Ung thư không? Bố mình ở mổ trong bụng rốn. Đây à. Mai đi khám xem có bị ung thư không? Đấy. Rất là Tết rất là đen luôn. Đây, con cho bố 5 triệu ăn Tết. 2 3 4. Ôi chết rồi. 1 2 3 4 5. Phải nói nhỏ nhỏ bà tịch thu hết. Bố mình là vẫn chịu sự quản lý của bà đội mình. Không gì. Thế năm nay con tích cả năm mới có tiền cầm về. Xin cảm ơn nhá. Bố vừa bị liệt cái hàng kinh số 7 xong. Không chia sẻ gì nhưng mà mọi người yêu quý Đức thì xin bấm like cho Đức nhá. Bố mình bị ngại ấy, nói chuyện cứ phải cúi mặt xuống đất ấy. Nhưng mà mong sao là bố mình không bị làm sao, đi khám không bị làm sao, mình rất là mừng rồi. Vì thế mình mới có động lực mình làm được cái tiếp ấy. Kiểu bây giờ mà bố mình dính cái gì ở trong bụng thì thôi mình
nói chung là rất đau đầu luôn. Đã đoạn như vậy. Ok, và bây giờ xem có gì ăn không. Ui ui, mực kìa bạn ơi. Mực này. Ui, đang đói. Vừa ra ngoài kia lạnh quá bạn ạ. Mà giờ miếng mực ăn thì hơi ngon luôn này. Trời lạnh thì ăn mấy đồ ăn này rất ngon. Đây, nhà em Tuấn Ma đây các bạn nhá. Đó, nhà to vãi. To hơn nhà mình luôn. Xem có nhà không nhỉ? Có bố Tuấn ở nhà. Nói chung là tiền nong thì mình cũng xong xuôi hết rồi. Bây giờ mình chỉ còn no cho em Tuấn nữa thôi. Là tiền mình cho em Tuấn. Bởi vì em Tuấn cũng ở trong team của mình ấy. Thì Văn Huỳnh mình cho rồi nhá. Văn Huỳnh mình cho 3 triệu. Còn em Tuấn thì mình cho 4 triệu. Các bạn đừng có kiểu là so sánh tại sao cho Văn Huỳnh bằng ngày cho Tuấn bằng này. À, hôm nay là sinh nhật của Tuấn Mai nhá. Các bạn xem được video thì chắc là cũng được trôi qua một tuần các bạn. Đây, của em Tuấn 4 triệu. 1, 2, 3, 4. Đấy, cho thêm 500 nữa, 1,5 triệu. Được không? 4. Giống. Tại sao mình chỉ đưa cho Văn Huỳnh 3 triệu? Bởi vì là Văn Huỳnh kiểu nhiều khi ấy, cứ nghiệm sao ấy. Bảo là làm cho mình thì cũng không làm. Xong bảo là anh em ở cùng nhau có thứ thôi thì mình chỉ gọi là hỗ trợ 3 triệu nhá. Còn như mấy thằng em này là cũng dạng vừa làm vừa giúp mình nhiều ấy. Kiểu như là đi mua đồ quay các thứ hay là dọn dẹp các thứ là anh em phải làm hết. Đó nên là sẽ... Vừa làm vừa báo. Hai triệu nhá. Mắc cỡ mọi người ạ. Cho tiền mà mắc cỡ. Đấy, em Tuấn rất là ngoan luôn nhá. Rất ngoan. Đàn báo thôi. Thôi giờ vậy là được rồi. Báo bố mẹ đúng nào được rồi. Ok, vậy là mình đã xong clip phát lương và cho tiền bố mẹ xong rồi. Và bây giờ mình có một trò chơi cho các bạn. Các bạn comment số từ 00 đến 99. Một số thôi nhá. Một số bất kỳ từ 00 đến 99 và comment ở bên dưới. Và ở clip sau, mình sẽ trả kèo bằng cách là mình sẽ quay cái lồng cầu lô tô này. Ở trong cái lồng cầu này cũng có số từ 00 đến 99 nhá. Nếu mà ở clip sau mình quay ra số nào mà trùng với số của các bạn comment ở bên dưới thì sẽ nhận được giải thưởng, đó chính là 5 triệu đồng nhá. Đây, mình sẽ quay thử cho bạn xem này. À, đây, rút cái cán này ra. Mới mua cái này. Đây. Đấy. Đây, ví dụ là nó rơi ra số 1 này. Quên mất là số 1 này tính ra phải từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi đến 11, 12, 13, xong rồi đến 99 nha bạn nhá. Ok. Nếu bạn nào trúng được giải thưởng ấy thì nhớ là đăng ký kênh cho mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok. Bây giờ thì bye bye.